khi xưa thầm nói yêu nhau, bao nhiêu mong thắm ban đầu, thôi xin đừng tiếc nhớ thêm chi. Từ nay đôi mình thôi đừng nhớ mong. 12 bên nước biết bên nào trong, tuy em đành phải xa ngang, thương yêu ngày cũ chưa tàn, xin em đừng oán trách người đi. Thôi từ đây thôi nhé, anh về sống âm thầm đêm thời gian, xóa mờ gì vàng mến yêu. Em xin hãy quên đi cho kẻ vô vi, trăm năm thề nguyện gắn bó với chung muôn đời. Từ nay tôi đành thương đôi cô nhân, người đây kẻ đây cách mây đỏ ngang, đôi ta nào phải thiên duyên, gieo chi lời trách ưu phiền, xin thương dầm phận gái thiên nguyên. Đôi ta nào phải thiên duyên, gieo chi lời trách ưu phiền, xin thương dầm phận gái. Rồi, cho các bạn, lời hôm nay sẽ đáp ứng yêu cầu các bạn với bài Phận Gái Thiền Nguyên trên tâm rơi thứ cho các bạn. Rồi, bài này các bạn sẽ điểm với điệu xì lô róc nha. Vừa rồi mình cũng đàn và hát mẫu của bạn tham khảo, không biết có dính bản quyền hay không nha. Nếu mà bây giờ các bạn xem mà không thấy phần hát mẫu á, thì chắc chắn dính bản quyền rồi. Thì mình sẽ để cái clip riêng, bạn nào cần tham khảo và hát mẫu cho dài tập thì các bạn cứ gõ bài hát mẫu Phận Gái Thiền Nguyên điều chương, rồi gõ vậy sẽ ra cái clip hát mẫu các bạn tham khảo và hình dung cho dài tập. Còn không dính bản quyền thì mình để xuyên suốt cho các bạn luôn nha. Rồi thì đầu tiên mình chia sẻ các bạn nốt solo và điểm hát sau nha. Thì theo cầu các bạn nốt solo và điểm hát luôn. Rồi trước hết nốt solo trước. Rồi bài này đoạn 1, đoạn 2 thì khúc phần cuối và nốt solo cũng ở trên ngân cao cho nó hay ha. Rồi. Còn 1. Từ nãy thôi đành duyên mình lỡ đôi. Rồi. La re si la re do fa re. La re si la re do fa re. Rồi tiếp. Dù vương vắng mấy cũng thế mà thôi. Rồi. Rê son la si la si son la. Rê son la si son la. Rồi tiếp. Khi xưa thầm nói yêu nhau. La la son đô la son. La la son đô la son. Rồi tiếp. Bao nhiêu mong thắm ban đầu. Son son fa la son fa. Son son fa la son fa. Rồi tiếp. Thôi xin đừng tiếc nhớ thêm chi. Mi re la mi son fa mi. Mi re la mi son fa mi. Rồi xong nó solo đoạn 1. Rồi tới nó solo đoạn 2. Thì những câu trên và solo y chang đoạn 1. Từ nay đôi mình thôi đừng nhớ mong. 12 bên nước biết bên nào trong, tuy em đành phải xa ngang, yêu thương ngày cũ chưa tan, xin em đừng... Rồi tới đây là solo y chang đoạn 1. Rồi thay đổi câu cuối cùng. Xin em đừng oán trách người đi. Rồi các bạn có những nốt này. Rồi. Mi re la mi son do re. Mi re la mi son do re. Thì có đoạn 2 này nó giống như đoạn 1 thôi. Nó khác hai cái nốt cuối cùng. Do re ở trên là thêm chi là fa mi, còn tới đoạn 2 thì do re. Nói chung các bạn chỉ thay đổi hai nốt cuối cùng đó thôi là các bạn có nốt solo đoạn 2 nha. Rồi còn những câu đoạn câu trên thì giống như đoạn 1. Rồi bây giờ nó solo được khúc. Thôi từ đây thôi nhé. Rồi. La re fa la re. La re fa la re. Rồi tiếp.
anh về sống âm thầm đêm thời gian. Rồi như thế này đi. Re si re si la si son la. Re si re si la si son la. Dạ yeah, nó si là nó si dáng nha các bạn. Rồi tiếp. So mờ gì vang mến yêu. La son la si re la. La son la si re la. Rồi tiếp. Em xin hãy quên đi. Son son la son fa. Son son la son fa. Rồi tiếp. Cho kẻ vô uy cùng người trăm năm nguyên. Ngắt lại dài quá. Cho kẻ vô uy cùng người trăm năm. Fa son fa mi la mi mi. Fa son fa mi la mi mi. Rồi tiếp. Thề nguyện gắn bó thủy chung muôn đời. Rồi rê rê son rê rê son la son fa mi rê 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 son la son fa mi rê. Rồi xong nữa solo điệp khúc, còn đoạn cuối bạn solo y chang như đoạn hai là được nha. Rồi bây giờ sẽ vào phần điểm hát cho các bạn. Rồi đầu tiên sẽ là intro, một cái intro đơn giản và ngắn gọn thôi ha. Rồi các bạn ghi câu đầu tiên. La la son do la son. Sau lần giải nốt đó mình ghi giải số, dù đó các bạn biết những nốt đó đàn như nào bấm chỗ nào nha. La la son do la son, bấm son thứ chỗ này ha. Các bạn xem mình clip bố bối guitar điểm hát, các bạn gọi như vậy sẽ ra bố bối guitar điểm hát đi chương, để các bạn biết là tông rê thứ với những âm nào đi theo và thế bấm từng hợp âm như thế nào, mỗi hợp âm đó có bao nhiêu chỗ bấm thì ở đây đi theo đó là son thứ, thì chỗ này cũng có son, đây son thứ, đây cũng có son thứ nha. Ở đây mình không nhắc lại, mình đã chia sẻ clip rồi, các bạn xem clip đó nha. Bố bối guitar điểm hát thì các bạn sẽ nắm rõ hơn về vấn đề hợp âm, những hợp âm cơ bản các bạn tìm điện từ đầu vào tới trong này rất là nhiều âm, mỗi âm có bao nhiêu chỗ bấm và bấm như thế nào mình chia sẻ hết trong clip đó nha. Rồi ở đây mình nói son thứ các bạn biết rồi nha. Rồi bấm son thứ chắc 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 ba cái chắc, bài này sẽ với điệu siêu rock thì mình chèn chắc chắc chắc. Intro này các bạn chèn theo kiểu số 2 nha. Rồi thì các bạn xem cho mình cái clip là bốn kiểu đàn siêu rock nha, để ở đây từng đoạn mình nói là đoạn nào áp dụng kiểu nào để các bạn biết, mình không chia sẻ là từng kiểu đàn nha. Các bạn xem cái clip đó các bạn sẽ biết bốn kiểu đàn của siêu rock thì các bạn áp dụng vào một bài hát nó sẽ hay hơn nhiều ha so với một kiểu đàn. Thì các bạn cứ gõ bốn kiểu đàn siêu rock đi chương thì sẽ ra clip đó nha. Rồi ở đoạn 2, ở intro là mình chèn kiểu số 2 đó. La la son do la son chắc chắc chắc. Đó vậy nha. Rồi đàn tiếp. Son son fa la son fa. Son son fa la son fa. Son fa fa kéo ngón út về đây luôn. Son son fa la rồi son nè. Son rồi fa giật ngón áp út về. Fa để mình bấm vô cái fa trưởng chỗ này. À đây có fa trưởng trong clip của bố chúng ta điểm hát mình nói ha. Son son fa la son fa. Rồi bấm vô fa trưởng chắc 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 cũng ba cái chắc. Rồi đàn tiếp. Mi re la mi son do re. Mi re la mi son do re. Rồi sau đó bấm vô re thứ chỗ này. Rồi cũng ba cái chát 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 do re chát chát hai chát thôi. Chỗ này là mình chèn mình nhấp tay thôi ha. Chỗ nào ba cái chát thì cái chát cuối mình mạnh chát chát chát. Còn chỗ này hai cái chát thì nhịp nhịp tay nhẹ nhẹ thôi chát chát. Rồi lót re mi fa son 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 fa mi re. Câu lót rất quen thuộc với kiểu đàn siêu rock tông re thứ mà mình đã chia sẻ các bạn rất nhiều rồi đấy ha. Re mi fa son 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 fa mi re. Trước khi lót thì nhịp tay nhẹ hai cái chát chát nhấp nhấp chát chát. Re mi fa son 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 fa mi re. Đó vậy đó ha. Rồi đó là nguyên intro. Các bạn không đàn nốt ở đây, các bạn đàn ở đây cũng được. Với những nốt đó các bạn không đàn trong này, các bạn đàn đây nha. Rồi mình sẽ mẫu lại intro chậm để các bạn tham khảo lại và các bạn dựa đó các bạn tập từ từ là được nha. Rồi dụng còn nhanh chậm thì tùy thích mỗi bạn, muốn nhanh hơn xíu cũng được, muốn chậm lại cũng được, đó là tùy theo thích của mỗi bạn thôi nha. Và intro thì áp dụng kiểu số 2 nha. Rồi mình sẽ mẫu lại intro lần nữa rồi mình sẽ vào bài cho các bạn, rồi mình sẽ chia sẻ cách các bạn điểm cho từng đoạn và hợp âm thay đổi như thế nào ha. Các bạn tham khảo lại intro.
cũng thế mà thôi. Khi xưa thầm nói yêu nhau, bao nhiêu mong thắm ban đầu, thôi xin đừng tiếc nhớ thêm chi. Rồi, đoạn 1 các bạn điểm vậy đó. Rồi, đoạn 1 áp dụng kiểu số 1 trong clip 4 cửa đàn mà nói các bạn ha, là các bạn sẽ rải dây. Rồi, cứ rải, cứ đàn bát, bấm hợp âm nào đàn bát hợp âm đó, rồi cứ rải xuống bà 21 23 bát, bà 21 23 bát, bà 21 23 bát, cứ vậy đó ha. Rồi, từ nay thôi đàn duyên mình lỡ đôi, rồi rê thứ, rồi cứ đàn bát rê, sau đó bấm rê thứ, rồi bắt đầu siro róc kiểu số 1 lên. Rồi cứ điều tay mà rải lỡ đôi một nhịp, nhịp thứ hai chuyển qua pha trưởng ha, lỡ đôi. Rồi mới hát tiếp, dù vương vấn mây cũng thế mà thôi, vậy đó ha. Từ nay thôi đành duyên mình lỡ đôi, một nhịp. Dù vương vấn mây cũng thế mà thôi. Rồi tới đây mình chuyển lại rồi thứ ha. Đó, một nhịp chuyển qua pha trưởng, sau đó vẫn bấm pha trưởng đàn cho hết, rồi hát tiếp, rồi tới hết, tới chữ mà thôi, về lại rê thứ. Rồi về rê thứ cũng đàn hết nhịp, sau đó vẫn chuyển lại pha trưởng nữa ha. Mà thôi, một nhịp, pha trưởng, hát tiếp. Khi xưa thầm nói yêu nhau, rồi tới đây chuyển xong thứ, rồi cứ đàn bình thường, tới đây nó hát liền liền kề. Nhau, bao nhiêu mong thầm ban đầu, thôi xin đừng tiếng nhớ thêm chi, vậy đó ha. Rồi đó thì ở phần sau chỉ hai câu đầu tiên các bạn lưu ý là đàn hết một nhịp chuyển hợp âm khác nha. Rồi mình sẽ mẫu lại, các bạn tham khảo lại hai câu đầu tiên, rồi sau chút nữa xíu nữa tới đoạn hai và đoạn cuối cứ thế áp dụng nha. Rồi từ nãy thôi đành duyên mình lỡ đôi, một nhịp chuyển, dù vương vấn mãi cũng thế mà thôi, một nhịp chuyển. Khi xưa thầm nói yêu nhau, chuyển nè, bao nhiêu mong thầm ban đầu, chuyển luôn, thôi xin đừng tiếc nhớ thêm chi. Rồi cái câu cuối thì là bãi, thôi xin đừng là bãi, tiếc nhớ thêm chi vẫn giữ là bãi xuyên suốt ha. Rồi thôi xin đừng, đừng đó bấm là bãi đàn bắt về số 5 à, thôi xin đừng ngay như đừng luôn, đừng tiếc nhớ thêm chi, tới chữ chi đàn về số 4, bắt về số 4 nó ngay chữ chi luôn, là mình. Vậy đó, thôi xin đừng tiếc nhớ thêm chi, vậy đó ha. Thực ra một hợp âm thì các bạn thường, các bạn đàn á, trong quá trình các bạn đàn thường các bạn chú ý cái dây bass của nó, thì để các bạn đàn xuyên suốt. Ví dụ như mi, các bạn cứ dây số 6 các bạn làm hoài, cho dù chữ hát nó qua cái nốt si là dây 5, các bạn cũng không đàn dây 5, đàn dây 6 thì nó vẫn được, nhưng mà không hay ha. Đúng cái nốt nó luôn hay. Ở đây ví dụ la thì các bạn thường đàn bass là dây 5 đó, thì các bạn làm dây 5 hoài thì cũng được luôn đi, thêm chi, ví dụ như 5 luôn cũng được, thêm chi, nhưng không hay, ngay chi đó là nốt mi, thì mình đàn dây số 4, bát dây 4 cho ngay cái chữ chi luôn, thêm chi, đó, nó ngay luôn thì hay ha. Thôi xin đừng tiếc nhớ thêm chi, thì mình lưu ý các bạn chỗ đó để các bạn đàn cho nó hay hơn xíu vậy thôi ha. Sau này các bạn sẽ áp dụng rất là nhiều bài, và các bạn sẽ canh đàn ngay cái dây bát đó, ngay cái nốt của chữ hát luôn, nó sẽ hay hơn nhiều ha. Các bạn có thể thay đổi dây bát chứ đừng lúc nào cũng cố định cái dây bát là như vậy, hợp âm đó là dây bát đó, hợp âm này là dây bát này, không phải ha. Đôi lúc phải thay đổi cho nó hay nha các bạn, chứ đừng lúc nào cũng cố định một dây bát là không được nha. Rồi, thôi xin đừng là dây bát là dây 5, tiếc nhớ thêm chi, đàn bát dây 4, nó nghe chi, chi vậy ha. Rồi, sau đó vẫn bấm la bãi, rồi rải chi, bà 21, 2, 3, 5, bát dây 5 rồi ha. Tức là một nhịp, bà 21, 2, 3, bát, bát này sử dụng dây 5. Rồi các bạn cứ ghi bà 21, 2, 3, 5. Rồi lót bốn nốt này, mi, la, fa, mi, mi, la, fa, mi. Vậy đó ha. Tiếp nhớ thêm chi, bà 21, 2, 3, 5, mi, la, fa, mi. Rồi ngưng luôn, rồi hát đoạn 2, từ nãy đôi mình thôi đừng nhớ mong. Rồi tới đoạn 2 thì thay đổi kiểu đàn là đàn theo kiểu số 2 ha. Kiểu số 2 bùm bùm chắc 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 bùm bùm, đó mình đã chia sẻ các bạn rồi nha, trong clip 4 cái đàn đó. Rồi thì tóm lại hết đoạn 1 và đoạn 2 là như vậy. Bây giờ các bạn tham khảo lại, mình sẽ ví dụ lại ha, hết đoạn 1 và đoạn 2. Bao nhiêu mong thắm ban đầu, thôi xin đừng tiếc nhớ thêm chi. Kiểu 2
thì qua đoạn 2 hợp âm cũng giống như ở trên đầu, nó cũng giống như đoạn 1, chỉ câu cuối cùng nó khác thôi. Và các bạn đàn y chang như đoạn 1, khác là khác các bạn kiểu đàn. Nãy đoạn 1 dùng kiểu 1, bây giờ đoạn 2 dùng kiểu số 2, vậy thôi nha. Từ nãy đến mình thôi nên nhớ, đừng nhớ mong nè, rơi hơi đòi quyết đàn kiểu 2 mà đàn. Hết một nhịp, chuyển pha tưởng y đoạn đầu, nhớ mong. Một nhịp, chuyển. Mười hai bên nước biết bên nào trong, giờ lại rơi hơi. Hết nhịp, rồi chuyển. Và hát tiếp. Tuy em đành phải sang sang đôi gì đó ha. Rồi thì cứ y như đoạn 1. Tuy em đành phải sang ngang hôm thứ yêu yêu cứu chưa. Thương yêu là chuyển qua đầu trưởng. Thương yêu là các bạn phải chuyển. Tuy em đành phải sang ngang thương yêu ngày cũ chưa tan đó. Thương yêu là đầu trưởng. Rồi ngày cũ chưa tan pha trưởng. Ngày thương yêu các bạn giữ luôn son thứ cũng được. Tuy em đành phải sang ngang thương yêu ngày cũ chưa tan. Còn muốn chuyển qua đô trưởng thì chuyển, là không chuyển giữ luôn son thứ cũng được. Ngày cũ chưa tàn mình chuyển pha trưởng vậy thôi. Xin em đừng chuyển la bại ngoan trách người đi, về lại chủ âm rơi thứ. Rồi lót câu quen thuộc, và trước khi lót cũng chát chát nhịp tay nhẹ nhẹ hai cái gì nhấp á, chát chát rê mi pha son rô pha mi rê vậy đó ha. Thương yêu ngày cũ chưa tan, thương em đừng ngoan trách người đi, rồi chát chát rê mi pha son rô pha mi rê. Rồi lót xong bắt đầu quạt kiểu số 4 lên, hát điệp khúc là cao trào, mình cho cao trào nhất mình quạt kiểu số 4 nha. Rồi tới đoạn cuối mình áp dụng kiểu số 3. Rồi vậy là bài này 4 đoạn, thông thường những bài nhạc thì rock là nó cứ 4 đoạn. Thì đoạn 1 áp dụng kiểu 1, đoạn 2 áp dụng kiểu 2, điệp khúc áp dụng kiểu số 4. Còn đoạn cuối áp dụng kiểu 3, hoặc điệp khúc các bạn áp dụng kiểu 3 cũng được luôn. Đoạn cuối áp dụng lại kiểu số 2, nó áp dụng 3 kiểu đàn vào cũng được, hoặc 4 kiểu cũng được. Rất là tiện các bạn xem clip 4 kiểu đàn các bạn sẽ biết ha. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ các bạn hết đoạn 2 qua điệp khúc. Tuy em đành phải sang ngang thương yêu ngày cũ chưa tan, xin em đừng oan trách người đi. Quạt lên. Thôi từ đây thôi nhé, anh về sống âm thầm đêm thời gian, xóa mờ gì vàng mấy yêu. Rồi thì cứ kiểu số 4 mà quạt ha. Rồi họ âm tới đâu chuyển tới đó. Thôi rơi thứ từ đây thôi nhé, xin nhắn trưởng anh về. Từ đây hát nhịp nào vẫn nhịp xin nhắn trưởng. Sóng âm thầm là pha trưởng, đêm thời gian vẫn giữ pha trưởng. Xóa mờ là chuyển qua đầu trưởng, di vang mến yêu chuyển lại rơi thứ. Rồi tiếp em là chỗ này thì là son thứ. Em đàn hết một nhịp, có một chữ em thôi nhưng các bạn phải đàn hết một nhịp. Em xin, rồi tới nhịp sau mình chuyển qua đầu trưởng, ngay chữ xin ha. Em xin tới đây mình chuyển pha trưởng đó. Thì chữ em làm một nhịp son trưởng ha, ô son thứ ha. Em xin hãy quên đi vậy đó nha. Rồi thì hợp âm mình ghi ngay chữ nào thì đó ngay nhịp các bạn, không các bạn cứ điều tay mà các bạn quạt là được ha. Em xin hãy quên đi đó. Rồi tới đây thì pha trưởng tiếp tục vào đàn. Đi cho kéo vu quy đồ trưởng cùng người trăm năm la bãi, thề nguyện gắn bó vẫn la bãi, phí chung muôn đời về lại đời thứ chủ âm ha. Thì hợp âm sau lưng chữ nào thì hát tiếp chữ đó, các bạn chuyển hợp âm đó là được. Và nó ngang nhiều các bạn không đó, nhiều khi thấy cái mà một chữ là nó qua hợp âm khác rồi, nhưng thực ra một chữ đó các bạn hát trong một nhịp đó nha. Em xin, nó tới đây mình chuyển qua dạng vậy đó ha. Rồi và ví dụ hợp âm đó các bạn muốn bấm chỗ nào bấm, ví dụ mình đô trưởng. Xóa mờ di vang, nó xóa mờ di vang mến yêu, không bấm đây thì bấm đây. Xóa mờ di vang mến yêu, nói chung là thấy hợp âm đó bạn muốn bấm chỗ nào bấm, miễn là hợp âm đó là được nha. Rồi cho hết điệp khúc. Thề gắn bó thủy chung muôn đời, rồi về chỗ âm rê thứ thì lót cũng câu quen thuộc thôi. Chát chát rê mi pha son sa son pha mi rê, lót xong ngưng rồi hát đoạn cuối. Từ nãy thôi đành thương rồi cố nhân nó, bây giờ từ điệp khúc chuyển đoạn cuối nãy vào bài đầu, vào hết intro vào đoạn một mình rút dây bass rồi. Rồi hết đoạn 1 qua đoạn 2 cũng rút dây bass. Bây giờ hết điệp khúc rồi qua đoạn cuối các bạn vẫn có thể rút dây bass nữa rồi vào. Còn không thì các bạn gõ thùng chuyển đoạn ha, thay đổi. Nãy rút bass rồi bây giờ gõ thùng đi. Thề nguyện gắn bó thủy chung muôn đời, từ nãy thôi đành thương rồi cố nhân. Đó, gõ thùng chuyển đoạn điệu slow rock mình cũng chia sẻ các bạn rồi. Các bạn cứ gõ cái clip là gõ lên tiêu đề một tìm kiếm YouTube, các bạn cứ gõ gõ thùng chuyển đoạn siro rock điêu chương thì xem clip đó xong các bạn sẽ biết mỗi lần chuyển đoạn mình sẽ gõ như thế nào để chuyển đoạn nghe cho nó là lạ, nó vui tai nha. Hoặc là vút dây bass. Từ nãy thôi đành thương thương gì?
Đường này thôi đành thương rồi cô nhân nó. Thì vuốt và bass của tất cả các tông nhạc mình chia sẻ các bạn rồi, các bạn cứ gõ hướng dẫn vuốt và bass tất cả các tông nhạc được trường thì xem clip đó các bạn sẽ biết tông rê lớn này mình sẽ vuốt như thế nào nha. Rồi nói chung thì mỗi lần chuyển đoạn thì bạn có thể vuốt và bass hay là gõ thùng gì đó để cho nó phong phú, nghe là lạ tai chút xíu thì áp dụng thế nào thì các bạn, còn không thì đơn giản không gõ thùng, không vuốt bass gì đó, cứ chuyển bình thường theo những cái thói quen của bạn nào giờ vẫn được nha. Rồi áp dụng thì các bạn thôi. Rồi mình sẽ ví dụ hết điệp khúc vào đoạn cuối. Cho kẻ vô quy cùng người trăm năm nguyện thề gắn bó thủy chung muôn đời. Từ nay tôi lành cương rồi cô nàng. Người đây kẻ đây cách mây đo ngang. Rồi qua đoạn cuối thì y chang như đoạn 1 và đoạn 2 nha. Người đấy là cố nhân rê thứ đàn hấp nhịp chuyển pha trưởng cố nhân một nhịp chuyển người đây kẻ đây cách mấy đo ngang về rê thứ một nhịp rồi chuyển đôi ta nào phải thiên duyên chuyển luôn nói chi lời gánh ương tiên chuyển tiên đường hiên viên đó. Rồi thì lời thật âm mình ghi trên màn hình thì các bạn cứ thấy hợp âm đó là bạn chuyển âm đó là được nha. Cái cách áp dụng giống như đoạn 1, lúc này đoạn 1 mình chia sẻ kỹ rồi đó, thì đoạn cuối này áp dụng y chang vậy nha. Rồi qua đoạn cuối có thể áp dụng kiểu số 2 hoặc kiểu số 3 gì đó tùy các bạn nha. Chỉ điều khúc có dùng kiểu 4 cho cao trào lên nhất. Rồi hết đoạn cuối cũng giống hết đoạn 2, chắc chắc đề mi pha son son pha mi đề cũng một câu lót này thôi ha. Rồi lót xong hát lặp lại từ ngay chỗ này. Đôi ta nào phải thiên duyên gieo chi lời tránh ưu phiền xin hương dùng cửa đây la bãi. Rồi không hát nữa. Hồi nãy các bạn xin hương dùng phân gác thiên nguyên hát liên tiếp, bây giờ hát lặp lại không hát nữa, xin hương dùng giờ la bãi. Rồi đàn hết nhịp xin hương dùng rồi ngừng. Các bạn đang là kiểu mấy không biết, kiểu 2, kiểu 3, kiểu 4 gì, cứ đàn một nhịp xin hương dùng đó đàn nhịp rồi hát tiếp phân gái thiên nguyên vậy đó ha. Rồi phân gái thiên nguyên là về lại rê thứ chắc 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 làm ba cái chát quyên quyên chát 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 la la son đô la son, tức là mình sẽ kết ao trước khi ao làm ba cái chát ha. Xin thương dùm la lãi nè, xin thương dùm rồi đàn nhịp lên hát tiếp phân gái thiên quyên chát 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 la la son đô la son 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 pha la son pha mi rê la mi son đô rê chát chát rê mi pha son son pha y chang intro cuối nhịp các bạn, cuối bài các bạn có thể quạt thêm một hai nhịp gì đó rồi ngưng luôn kết thúc bài ha. Hoặc là cái câu đó các bạn đang chậm chát chát rê mi fa son 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 fa mi rê cái câu lót đó nè. Một là các bạn đàn y chang intro sau đó đàn bấm rê thứ đàn một quạt nhồi một hai nhịp gì đó rê mi fa son son fa mi rê đó rồi kết thúc bài. Rất là nhiều cách để các bạn kết ao đó, còn không thì cũng y intro nhưng cứ câu lót đàn chậm thôi. Mi rê là mi son đô rê chát chát rê mi fa son 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 fa mi rê. Cái rê này là không đàn nốt rê mà rải nguyên âm rê thứ luôn đó, mà câu đó đàn chậm y câu lót vậy đó, mà đàn chậm thôi ha. Là các bạn kết bài rồi thì áp dụng thế nào thì các bạn, bây giờ mình sẽ mẫu lại hát hết đoạn cuối, hát lặp lại mình sẽ kết ao cho các bạn nha. Rồi cứ như thế các bạn áp dụng là được nha. Rồi ví dụ hát hết bài. Xin hương dùm phân gái thiền nguyên ló hát lặp lại đôi ta nào phải thiên duyên gieo chi lời trách ưu phiền xin hương dùm phân gái thiền nguyên mẫu lại thì đang chậm câu cuối rê mi fa son 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 fa mi rê rải nguyên cái rê thứ là kết thúc bài dạng vậy ha. Rồi các bạn muốn kết ao thì như thế nào cũng được hết. Rồi vậy các bạn, coi như hôm nay mình đáp ứng xong yêu cầu các bạn với bài phận gái thiền nguyên tông rê thứ cho các bạn, còn chỗ nào mơ hồ chưa dùng được các bạn cứ comment cho mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới.